À, chào cả nhà nha. Thì ngày hôm nay Phong Lê sẽ chia sẻ với các bạn làm cách nào để giàu. Thì các bạn hãy làm theo những lời Phong Lê nói thì chắc chắn một điều các bạn sẽ giàu. Không sai. Làm sao để mình giàu các bạn? Nó rất là nhiều lý do. Bạn giàu đây là giàu cái gì? Giàu tiền bạc, giàu tình cảm, hay là giàu lòng nhân ái, giàu lòng vị tha? Ở đây con người chúng ta thường 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 á, người chúng ta nói là giàu có, người ta giàu, người ta có của, có này có kia, có phải không? Thì ở đây á, mình muốn được giàu thì tất nhiên mình muốn thì mình phải làm mới có, đúng không các bạn? Mình làm cái gì đây? Thì mình làm điều thiện, mình phải biết làm điều thiện, mình phải biết luật nhân quả. Thì khi mình làm, mình biết được những cái đó thì chắc chắn được các bạn sẽ giàu. Mà điều đó các bạn đến với các bạn không thể nào mà tưởng tượng ra được đâu. Có rất là nhiều có lợi ích. Khi mà các bạn hiểu được nhân quả là gì, khi mà các bạn hiểu được một phần của phần gọi là nhân quả, mình hiểu đơn giản nhất là mình gieo cái gì thì mình được cái đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi bạn làm điều tốt thì bạn sẽ nhận được lại một cái điều tốt, khi bạn làm điều xấu thì bạn sẽ nhận lại một cái điều xấu. Ông bà xưa mình có câu là quả báo nhãn tiền đó, nó đâu có sai đâu các bạn, nó rất là chính xác. À, bởi vậy nói người giàu có nhất là người tin vào nhân quả. Thì khi đó chúng ta sẽ hiểu được cái gì nên cần và cái gì không nên cần. Dạ mua. Đó các bạn. Khi các bạn cần, có thể là cuộc sống bây giờ chúng ta rất là cần hiện kim là tiền, có phải không? Đúng vậy. Rồi cuộc sống mình lúc này thì mình phải cần có tiền mình sống mới được, không tiền sao sống? À thì khi mà các bạn cứ nghĩ đi, mình cố gắng mà làm ra tiền, tại sao? Tại vì nó sai khiến mình. Cái sức mạnh của đồng tiền nó rất là to. Thường thường có câu nói có tiền mua tiên cũng được, nhưng mà bạn ơi, bạn có tiền nhưng mà bạn mua lại thời gian không được, bạn mua lại sức khỏe không được, bạn mua những cái chỉ gọi là xài một thoáng một chút rồi mất. Nhưng mà khi bạn hiểu vào nhân quả rồi thì tạo ra rất là nhiều cái sự màu nhiệm của nó, các bạn không thể nào mà diễn tả được lời nói. Nó rất là nhiều lý lẽ để mình nói ra. Cái đó là những cái đạo lý mình sống hàng ngày. Bởi vậy khi mà các bạn giàu có rồi á, có phải là các bạn được nhiều người biết đến? Cái thứ nhất là nhiều người biết đến. Cái thứ hai là bạn
được nhiều người tôn trọng. Cái thứ ba là lời nói của bạn có trọng lượng. Các bạn nghĩ ra đúng không? Nhưng mà bất cứ những việc mình làm, mình phải có trí tuệ, chứ mình đừng có dựa vào cái sự thông minh của mình. Là đồng ý các bạn, mình dựa trên sự thông minh của mình làm, nhưng mà mình làm phải có trí tuệ. Mình làm những việc đừng trái với luân thường đạo lý, đừng trái với cái đạo lý cuộc sống, thì chắc chắn một điều bạn sẽ rất là giàu. Nãy giờ mình đề cập chắc các bạn cũng hiểu được đó là các bạn đang giàu về cái vấn đề gì. Đó là giàu phước đức các bạn, giàu phước đức. Những cái đó là khi các bạn 100 tuổi trở về già thì các bạn sẽ dùng tới. Nhưng mà các bạn vô tình tạo những cái không tốt, các bạn làm trái với cái những việc các bạn làm trái với luân thường đạo lý, các bạn làm những việc không tốt thì những cái đó cũng theo bạn. Những việc mà trái với luân thường đạo lý á, thì các bạn cũng hiểu là việc gì rồi phải không ạ? Và những việc không trái với luân thường đạo lý thì mình cũng biết rồi có phải không ạ? Thì ngay bây giờ, ngay vào thời điểm này, khi mà chúng ta nhận ra được chúng ta làm những việc tốt hay là những việc xấu, chúng ta hãy đem so sánh đi các bạn. Mình hãy đem so sánh đi, là khi mình sinh ra đến bây giờ mình hiểu được cái gì gọi là tốt, cái gì gọi là xấu, cái gì không trái với luân thường đạo lý, mình đã làm như thế nào hai việc đó. Cái việc mình làm trái với luân thường đạo lý nó nhiều hơn hay là việc mình làm đúng với luân thường đạo lý thì nhiều hơn? Đó là lời cảnh tỉnh để mình nhận ra được. Đó là lời cảnh tỉnh để mình nhận ra được việc mình lên làm vào lúc này là việc gì, để sau này không có hối hận, không hối hận khi mình 100 tuổi trở về già các bạn. Mình xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, làm việc gì cũng đúng với luân thường đạo lý. Chính bản thân mình, ngay bản thân mình đây, mình vẫn đang cố gắng học, cố gắng học và cố gắng học. Học đây là học gì các bạn? Học những cái mà mình có thể gọi là đúng đắn nhất, gọi là hợp lý nhất, gọi là đúng với những luân thường đạo lý trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì chúc các bạn thân tâm thường an lạc, còn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tràn đầy sức khỏe. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo. Thì nếu mà thấy hay thì nhấn cho Phong Lê một like. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.